Thầy chào Sơn nhá. Gọi con vào hộ anh. À. <laughs> vào hộ anh à? Ok. <laughs> ok. Thế nhưng mà vào sao lại biết được là, là ấy? Sao lại biết bát? Hả? Nói con, con nói, thôi. hai bát có khác gì nhau đâu. Ừ. <laughs> Bảo Bảo Châu phải chịu khó làm cái đề sau đó tí nữa thầy sẽ gửi lại cái, cái cái đề cương đấy nhá. Con phải làm luôn cho thầy. Những cái gì không làm được, không hiểu được phải chạy lên hỏi luôn nhớ chưa? Tức là không phải là bây giờ chạy lên mà là ý là lúc nào đấy, thời gian nào rảnh rỗi con phải lập tức chạy lên hỏi trực tiếp thầy nhớ chưa? Bảo Châu ơi. Ừ. Đấy thì lập tức sẽ biết được ngay vậy bây giờ thầy sẽ vẽ hình nhanh nhá con nhìn ở câu đầu tiên này nó bảo rằng là tam giác đều đúng không vậy tam giác đều là một cái tam giác kiểu như thế này abc ok chưa y của chúng ta là trung điểm bc và y đó ở đây thế sau đó là con nối a với y giúp thầy thế thì ở đây nó bảo rằng này tính góc giữa hai vector là vector AB tức là gốc ở A và ngọn của nó là B và vector AI vậy con có nhìn thấy hai vector này nó tạo với nhau một cái góc ở đâu không là góc này đúng không đúng không đúng không, Sơn à. thế cái góc này theo con bằng bao nhiêu độ học ở hình học ở cấp 1 à cấp 2 rồi tam giác ABC này đều như vậy góc A của chúng ta bằng bao nhiêu độ 60, 60 độ đúng không bởi vì đều mà như vậy là cái thằng ai này mà là y là trung điểm của bc như vậy ai là đường trung tuyến đường trung tuyến nằm trong tam giác đều thì ai này lập tức trở thành đường cao đường phân giác đường trung trực của đoạn bc ok chưa vậy thì cái góc này bao, bao nhiêu độ đấy 30. 30 vậy 30 của chúng ta đã bán gì đã đã. được chưa xong nhá đấy sơ đẳng thế thôi còn cái việc mà con chữa trong vở thì theo thầy lập tức vẽ tam giác đều ra xong là vẽ một nửa cái góc này và ký hiệu như thế này mà nhìn thế này mà không hiểu là nó bằng 30 độ thì thôi chịu thầy cũng chịu được chưa rồi câu một xong nhá câu hai của chúng ta như sau cho tập hợp c bằng cái này vậy thì ở đây x thuộc r này và trừ bốn nhỏ hơn hoặc bằng x à, sorry không có bằng không có bằng thầy xin lỗi thầy viết sai và nó nhỏ hơn hoặc bằng không như vậy nói cái khác ở đây là gì là cái tập này của chúng ta ấy, viết dưới dạng tập hợp thì ở đây nó sẽ được viết như sau C của chúng ta này bằng này trừ bốn này chấm phẩy không này bây giờ vấn đề là các con phải con phải nhớ cho thầy là nó là dùng cái dấu gì ở đằng trước dấu gì ở đằng sau đây là lớn hơn thì ở đây nó là dùng hoặc đơn tức là không hề lấy tại vị trí x bằng trừ 4. Vậy nó đây là một đơn. Còn đây là nhỏ hơn hoặc bằng, có nghĩa là nó phải là ngoặc vuông. Ok chưa? Cái này cực kỳ cơ bản nhá. Và nó thể hiện như thế này con này. Trừ 4 này. Không này. Và nó sẽ vẽ trên hình như thế này này. Đấy. Biểu diễn nghiệm trên trục số ấy là như thế này này. Cái này thì chắc là dễ ok đúng không? Được chưa chưa? À. Vậy đáp án là gì đây? Đẹp. Chuẩn luôn. Xong nhá. Rồi bây giờ câu số 3 này, câu số 3 theo con là gì? Nào, vừa làm vừa tương tác với thầy tí cho nó vui. Tìm tập nghiệm S của cái phương trình này. Căn của x 1 bằng 3. Vậy điều kiện của chúng ta đầu tiên đó là x phải lớn hơn là bằng nhiêu? Lớn bằng 1 đúng không? Sau đó con bình phương hai vế lên. Vậy bình phương lên thì được bằng cái gì nào? Nhanh. X 1 bằng 9. X 1 bằng 9, ok. Vậy x của chúng ta bằng bao nhiêu? Ừ. Bằng 10 Bằng 10, 9 cộng 1 đương nhiên bằng 10 10 này thỏa mãn là ngày đúng không con? Vậy thì trong à. trường hợp này là câu 3A Ok chưa? À. Xong nhá Rồi câu 4 này con có nhớ kiến thức không? Nói lên mệnh đề Mệnh đề phủ định của một mệnh đề Là thể hiện như thế nào? Nếu chẳng may mà quên ý, thì là phải Ôn lại đấy nhá, bởi vì đến lúc thi là Chẳng may nó có cái câu nó cùng khoảng như thế này là Bỏ đi nó rất đáng tiếc, mất điểm không đáng thì con có nhớ không? con nhớ xương xương mấy cái ký tự luôn. nhưng mà tức là ở đây là không hiểu bản chất lắm cái gì hay thế nào à, không hiểu. bản chất chắc là không nhớ lắm đúng không vậy thì bây giờ con phải để ý một tí nhá ở đây người ta bảo rằng là mệnh đề phủ định của cái thằng này là cái gì vậy đầu tiên chúng ta phải đi phân tích vào cái mệnh đề ban đầu đã Vậy mình đề ban đầu này. Với mọi x thuộc tập R thì x bình phương cộng x cộng 1 luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0. Ở đây là tồn tại nhá. Đây cái dấu này là dấu tồn tại này, con còn nhớ không? Tồn tại đúng không? Dấu này là dấu tồn tại. Vậy thì có nghĩa là gì? Là tồn tại một giá trị nào đấy của x là số thực thỏa mãn cái bất phương trình này. Ok chưa con? được chưa ờ cái này là đọc cái này thì ai cũng hiểu nhưng từ đây chuyển sang mệnh đề phủ định của nó thì cách chuyển định chuyển như sau nghe này chỉ cần chuyển như này thôi con hiểu được bản chất của nó thì bài sau gặp một cái bài kiểu kiểu như thế chắc chắn không thể sai được nếu ở đây mà dùng dấu tồn tại thì lập tức ở đây bị đảo lại mệnh đề phủ định có nghĩa là đảo lại thì lập tức tồn tại sẽ biến thành là với mọi x thuộc r có hiểu không? nó phủ định lại mà ở đây là tồn tại tồn tại tức là gì? tức là chỉ cần có một giá trị thôi cũng là ok rồi thì ở đây nó phủ định lại của một giá trị đó là với mọi tức là tất cả các giá trị hiểu chưa nào? hiểu chưa? còn cái này đây là cái người ta gọi đây được gọi là là một cái bất đẳng thức ở trong này vậy con nhìn nhá thầy sẽ biến tấu nó lại này tồn tại thì biến thành với mọi còn đang từ bất đẳng thức bất phương trình x bình phương cộng x cộng 1 nhòn bằng 0 thì lập tức bất đẳng thức bị đào chiều lại vậy nó là gì thực ra không phải nói là đào chiều không đúng mà phải nói nó là gì nhỉ nó là trường hợp còn lại của cái bất đẳng thức ban đầu này này vậy nó thành như thế này con có hiểu được không tức là nó ngược lại hết tồn tại thì biến thành với mọi còn cái này thì lại biến thành cái này ok chưa vậy bây giờ đáp án nó là gì đây đường được, được chưa? OK chưa? rồi xong rồi bây giờ câu số 5 nào? câu số 5 này thì con chưa học hay học rồi? bắt đầu ở trên lớp bắt đầu được học chưa? câu số 5 này trên lớp bắt đầu được học chưa? chưa, chưa à? OK vậy thầy dạy bây giờ dạy qua nhá, bởi vì cái bài này nó là cái bài nó rất là dễ kiến thức sơ đẳng lắm, nó như sau trong mặt phẳng tọa độ OXY thì cái điểm A tọa độ như này, điểm B tọa độ như thế này, không cần quan tâm đến mặt phẳng tọa độ nữa, lờ nó đi. Vậy nó tính tọa độ vector AB như sau. Nhìn cách tính này. Điểm A của chúng ta thì có tọa độ là 23. Điểm B thì có tọa độ là 41. Vậy vector AB được xác định như sau. Nhìn này con lấy xb trừ đi xa tương ứng nhìn thấy chưa ờ oh, ok thế còn cái thằng uh, tương tự là y thì ta có là ib trừ ia chấm hết bài toán đến đây là kết thúc vậy lấy xb trừ xa tức là lấy 4 trừ hai vậy được kết quả là hai lấy ib trừ ia tức là lấy 1 trừ ba vậy được kết quả là âm hai như vậy trong trường hợp này đáp án của chúng ta đây, ok chưa? Đấy đơn giản chỉ có mỗi thế này thôi, không có cái gì cả. Đi thi trắc nghiệm, đi thi mà có gặp vào cái câu như thế này thì đúng là chán luôn, nhỉ? <laughs> câu này là đáng nghĩa là dành cho học sinh cấp 1 đây, tiểu học. Thực hiện phép trừ, đấy. À nhưng mà cấp 1 lại chưa học số nguyên, nhỉ? Chưa học số nguyên âm. Thôi đây là dành cho học sinh cấp 6 Ok chưa? Con hiểu rồi đúng không? Vậy muốn tìm vectơ AB ta lấy là tọa độ hoành độ và tung độ tương ứng của điểm B trừ đi hoành độ tung độ tương ứng của điểm A chỉ có vậy thôi rồi bây giờ câu số 6 nào câu số 6 này là câu phải đúng chọn lựa nhanh cho thầy nào đáp án của con là gì và và là con giải thích cho thầy tại sao nói đáp án đấy nhanh mệnh đề nào dưới đây là sai nhá nhìn đây này sai đây này này Ở đây, Ok, chính xác, chuẩn luôn. Bởi vì sao IA bằng IB, vứt trừ nó mất sai số nó luôn. Hai thằng này là hai vectơ đối nhau, làm sao mà nó bằng nhau được, đúng không? Vậy D là sai, mà sai tức là phải lựa chọn trong đáp án này. Ok. Rồi, câu số 7. Câu số 7 cũng là cái câu trò điểm. 7 là gì đây? Đây là B ạ nhìn kỹ lại như vậy là có dấu hiệu của quên nào nhìn đây nói đến cái việc mà có 3 điểm ABC con nhìn này nói đến 3 điểm ABC mà cái đẳng thức liên quan đến vector chúng ta chỉ có duy nhất là ba cái liên quan đến vector thôi nghe nhé ba cái cái thứ nhất đó là phép cộng tức là trong trường hợp này nếu AC mà con muốn bằng cái gì thì con phải nhồi điểm B vào giữa, người ta gọi nó là gì đấy? Skin gì đây? Chèn điểm. Con định chính ra là A. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Con định chính đây là A. Là A. <laughs> Chúc mừng con lại quay vào một ô sai lần nữa. Nào nhìn đây, ôi rồi, ôi, chèn điểm có nghĩa là chèn điểm B vào giữa thì nó phải thành là gì? Điểm đầu của thằng này, điểm gốc của thằng này sẽ là thằng ngọn của thằng kia, được chưa? nó phải như thế này chứ con có nhìn thấy là cái b skin chèn điểm là như thế này không ừ. như vậy là cái thằng này là đúng hay sai sai bét có nhìn thấy sai không đây là nó lại lập lực thằng b lên với thằng đầu cơ mà hai thằng này thì nhìn một cái là biết ngay là sai rồi vậy đây được gọi là skin đầu tiên cái này con ghi chép lại cho thầy nhá số 1 người ta gọi là chèn điểm cái này đáng phải ghi nhận này phải xem lại này bởi vì là có thể con học việc vector hơi lâu quá rồi thầy với con với cả thảo lâu lâu rồi không làm cái này cho nên là có thể quên nhiên quên thì bây giờ bắt buộc phải học lại thôi bởi vì là sắp thi rồi cái skin đầu tiên này là chèn điểm nhớ chưa rồi skin thứ hai đó là hiệu hai vector hiệu hai vector là như thế nào đây muốn trừ được hai vector cho nhau vậy chúng ta phải đưa nó về dạng là gì hai vector có chung gốc nhớ chưa cái 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 mic của con đang có vấn đề hay sao ấy sơn ạ à? để con đổi không tại vì có thể là lúc con nói là con nó hơi xa mic như thế nào thầy nghe nó không được rõ lắm cái mic nó hơi xa cái nó hơi xa thật ờ bảo sao thầy nghe lúc lúc thì to lúc thì lại à. nhỏ nào skin trừ hiệu của hai vector con nhìn này để trừ được hiệu hai vector Vậy chúng ta phải đưa hai vectơ này về cùng gốc. Cùng gốc nhá. Tức là như sau. Lấy AM vectơ trừ đi AN vectơ đây là thầy đang ví dụ này. Thì nó bằng cái gì đây? Bằng vectơ mới. Điểm N này lập tức nhảy lên chặt đầu của nó. Vậy nó sẽ bằng vectơ gì đây? NM con nhá. Còn nhớ cái này không? Được rồi Nhớ chưa? Rồi ok. Vậy trong trường hợp này con nhìn này. Nếu lúc đầu con nói là B này này thì là sai là bởi vì sao? Thầy sẽ lấy cái bên 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 góc bên phải trước nhá, trừ đi này. Có nhìn này. Hai vectơ này có chung điểm B chưa? Chung rồi. Vậy thằng C này nhảy lên chặt đầu nó phải biến thành là gì đây? CA mới là đúng. Nhưng CA thì đương nhiên là khác vectơ AC. Vì câu B nó ở đây là nó viết là vectơ AC đây này. Con nhìn thấy B sai chưa? Được rồi. Vậy thì B sai A sai. Nào C, C đúng không? C đúng ạ. C đúng đúng rồi. Còn cái thằng này đương nhiên là sai bởi vì sao? Hai cái thằng này cộng lại với nhau chèn điểm B. Như vậy thằng này sẽ, bên tay phải nó sẽ bằng là vector CA. Như vậy làm sao mà vector AC bằng vector CA được? Vậy đây sai con nhá Hiểu chưa? Ok chưa nào? Rồi ạ. Ok. Rồi. Câu tiếp theo câu 8 này. Có biết dùng máy tính để ấn nghiệm của cái này không? Có ạ. Nhớ rồi gì? Rà. còn nếu nếu mà như thầy thì thầy không 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 dùng máy tính thì thầy sẽ tính như thế này này x chữ y bằng 3 cái này là sử dụng pháp thế thôi hoặc là biến đổi cộng trừ đại số thôi thầy thấy rằng là thằng này là trừ y ở đây đây là cộng y ở đây vậy thì cộng hai vế lại với nhau đúng không x Rà. cộng 2 x là 3 x bằng 3 cộng 3 tức là bằng 6 vậy dẫn đến là x bằng 2 x bằng 2 này thay vào đây thì suy ra y bằng âm 1 vậy nghiệm của chúng ta trong trường hợp này hệ phương trình có nghiệm là 2 -1. Vậy nó là cái gì đây? Đây à? C đúng không? 8C đúng không? Rồi ok, chính xác. Rồi câu số 9 này à. con ra đáp án bao nhiêu? Sao hả Sơn? Không có gì ạ. Có đúng là C không con? Có. Rồi câu số 9 này như thế nào đây? À. Nếu mà chưa 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 tưởng tượng ra được chính xác thì vẽ cái hình ra. A B C D này. Người ta bảo rằng là có cạnh bằng ca, bằng căn 2 đúng không? Căn 2 tức là một cái cạnh nào đấy bằng căn 2. Người ta bảo rằng con phải đi tính cho thầy là T bằng m ngoặc cái dấu này không phải là gọi là dấu giá trị tuyệt đối đâu nhá. Nhớ không nào? Giá trị tuyệt đối à. đấy chỉ là được học ở dưới cấp 2 thôi. Còn lên cấp 3 thì thằng này được gọi nó là độ lớn của vector tổng ba cái thằng này cộng lại với nhau ab cộng ac cộng ad vậy ab cộng ad thì gộp hai thằng này trước với nhau vậy ab cộng ad là chính là bằng vector ac đây là người ta gọi là quy tắc hình bình hành còn nhớ không được. đúng không con? đây này à. hình bình hành thì nó bằng tổng cái thằng vector ở chính giữa này này vector chéo này được chéo này vậy như vậy là ab cộng ad thì bằng ac cộng thêm ac một kiện một lần nữa thì nó vậy nó sẽ bằng bao nhiêu đây bằng là hai lần AC vector đúng không? Như vậy là cái thằng T này này. À. Bản thân nó là bằng trị tuyệt đối của thằng này. Đọc trị tuyệt đối cho nó vui thôi chứ còn nó bảo là độ lớn tổng vectơ. Vậy nó sẽ bằng độ lớn của tổng vectơ 2AC và thằng này sẽ bằng là gì? Bằng hai lần nhân độ lớn của vectơ AC. Vậy chúng ta phải đi tìm xem độ lớn vectơ AC bằng bao nhiêu. AB là bằng BC bằng căn 2 vậy thằng này bằng căn 2. Vậy AC bằng bao nhiêu con? AC này bằng bao nhiêu? Sử dụng định lý gì? Pythagore Ờ, Pythagore à, Nó bằng 2 thằng... Căn 2 bình phương lên thì thằng này là bằng 2 này Cả Thằng này bình phương lên nữa bằng 2 nữa này 2 cộng 2 là bằng 4 Căn 4 thì bằng 2 Như vậy AC này của chúng ta độ dài của nó là bằng 2 Đơn vị độ dài đúng không? Như vậy là lấy 2 x 2 thì như vậy nó bằng bao nhiêu? Là bằng 4 Vậy đáp án chính xác của chúng ta là gì? Câu 9C nhá Ok chưa? Rồi Rồi ok rồi câu 10 Dậy rồi Hàm số bậc nhất này đồng biến khi nào? Con cho thầy biết câu 10 hàm số đồng biến khi nào? Nhanh Quên mất rồi à? Dạ, yeah, kinda. <laughs> rồi ôi, tôi chết y bằng m trừ 1 nhân với x cộng với m trừ 2. Đây là hàm số, này người ta gọi nó là hàm số có dạng bậc nhất là bởi vì như sau. Đây là có dạng y bằng ax cộng b. Ok chưa? Nhưng mà nhớ này, trong trường hợp này a của chúng ta phải khác không. Nếu a bằng 0 thì nó không còn gọi là hàm số bậc nhất nữa. Vậy thì a khác không. Thì điều kiện để hàm số này đồng biến hàm số này y bằng ax cộng b lý thuyết nó nói như sau đồng biến khi hệ số a là dương còn nghịch biến là khi hệ số a là âm nhớ chưa như vậy a trong trường hợp để chúng ta này hệ số a của nó là cái gì đây là gì đây à sơn m trừ một à ừ. vậy không phải là m bằng trừ một mà là m cả cái thằng hệ số này là m trừ một đúng không? vì à. m trừ một này là chính là hệ số là a vậy đầu bài nó hỏi gì đây đồng biến trên tập r vậy như thế nào vậy thì đồng biến là khi nào đây là a phải dương tức là điều này tương đương với cái gì m trừ một phải làm sao con dương à. Lớ, lớn hơn không tức là m làm sao lớn hơn một đúng không? Vâng. À. mà m lớn một thì nó là rơi trường hợp nào đây đấy. à rồi chính xác chuẩn luôn bây giờ đã hiểu chưa ui dồi ôi khái niệm đồng biến nghịch biến này như vậy là con phải xem lại chịu khó xem lại video thầy gửi nhá một là xem lại video hai là cái gì mà quên ấy thì là con phải Ô. nhân cái lúc nhân cái lúc đang ôn tập này này thì cái gì mà không nhớ là phải hỏi thầy ngay nhớ chưa không được giấu có có thể là bây giờ con không nhớ Chứ cái lúc con làm bài thì con vẫn làm đúng Hả? À. <laughs> hay nhỉ Thế nhưng mà phải làm nào là Con phải nắm nó phải lâu lâu Để làm gì Để bất cứ lúc nào mình cần dùng cái là bật ngay trong đầu ra Hiểu chưa Đấy mới là cái người ta gọi là học hiểu Học hiểu với học nhớ nó khác nhau nhiều phết đấy Rồi câu 11 này Bây giờ lý giải cho thầy làm cái câu này như thế nào đây Thầy không rõ cái câu này lắm Phải làm nào đây con nhìn lạ lắm thôi rồi rồi <laughs> ôi rồi, ơi không biết là đây là có phải là gọi là công thức ở trong bộ môn toán không đúng không hả <cười> <cười> Được chưa? Được. Đây là đầu bài thôi. Vậy thì ở đây con phải nhớ cho thầy này. Đây thực ra là y bằng fx. Đây vẫn được định nghĩa là một hàm số. Nhớ cho thầy nhé. Đây vẫn là định nghĩa là một hàm số. Tuy nhiên, hàm số này là một dạng hàm số đặc biệt. Nó sẽ được nhận giá trị tương ứng với nó là hàm số x 1. Nếu như x nhận giá trị là lớn bằng 1. Còn fx sẽ bằng x bình phương cộng 2 với tất cả các giá trị của x bé hơn 1. Có hiểu không? Tức được. là như thế này này. Tức là ở đây fx này nó bằng cái họa hàm này người ta gọi nó là hàm hợp. Hợp là gì? Tức là kết hợp. Kết hợp giữa nếu x mà lớn bằng 1 thì fx của chúng ta sẽ được xác định bằng công thức là x chữ 1. Thế còn với các giá trị nào x nhỏ 1 thì fx lúc này lập tức lại được xác định bởi công thức là x bình phương cộng 2 này. Vậy ở đây để tìm được là f trừ hai con nhìn nhá thầy sẽ dạy này cộng với f của hai này ở đây có nghĩa là gì con hiểu không tức là như thế này chúng ta cần phải đi làm việc như thế sau tức là tại cái điểm x bằng trừ hai này này thì chúng ta sẽ phải thay cái thằng x bằng trừ hai này vào cái hàm này có hiểu không có hiểu không bởi vì trừ hai này của chúng ta là như thế nào nhỉ con nhỉ đây này con có nhìn thấy nó rơi vào cái trường hợp nào không? Rơi vào trường hợp 1 hay trường hợp 2 ở đây? X bằng chữ 2 này ừ. giá trị này là rơi vào trường hợp 1 hay trường hợp 2? Trường hợp 2 ạ. À. Trường hợp 2. Vậy nếu thay vào trường hợp 2 thì chúng ta phải thay x vào cái biểu thức này. X bình phương cộng 2. Hiểu chưa? Vậy đến đây thì nhìn thấy thay nhá X bình phương cộng 2 thì x bằng chữ 2 tức là x bằng âm 2 tất cả bình phương cộng với 2. Con là ok F 2 chưa? Rồi ạ thế con f của 2 này thì là như thế nào nhỉ? Là bởi vì là 2 này thì nó lớn hơn 1 không? Có. Có. Như vậy chúng ta phải thay x bằng 2 này vào đâu đây? Trường hợp 1, trường hợp trên. Như vậy nó sẽ là bằng 2 1. Ok? Vậy đến đây ừ. con sẽ được kết quả bằng gì? Nào, nhìn đi. 7 ạ. Bằng 7 đúng rồi vậy đáp án của chúng ta là gì D ừ bây giờ đã hiểu thật sự chưa Được rồi. con hiểu nào đấy thực ra nó chỉ có thế thôi <laughs> Ok chưa? Được rồi ạ. Rồi. Nhớ cho thầy nhá, nhớ cho thầy đấy, cái hàm mà nó như thế này này. Được gọi nó là hàm kết hợp hay gọi tắt là hàm hợp. Vậy nói đến hàm hợp thì chúng ta phải lưu ý như sau này. Với các giá trị nào của x lớn hơn bằng 1 thì con lấy cái hàm đấy nó xác định như thế này. Thế còn những giá trị nào mà x bé hơn 1 thì nó lại được xác định bởi cái tương ứng nó như thế này. Đã hiểu được bản chất của nó chưa? Đơn giản chỉ là thế thôi. Ok chưa? Rồi à. câu 12 này con có biết là nó kết quả như thế nào Và cách làm như thế nào không Khả năng cái phần này có khi là chưa chắc đã nhớ đúng không Đó là quy tắc làm tròn Quy tắc làm tròn như thế nào có nhớ không à, Năm Nếu ở là... bằng năm Thì lên một số còn bé hơn 5 Thì giữ nguyên Đúng rồi lớn hơn hoặc bằng 5 Thì cộng một đơn vị vào số trước nó vâng. Còn nếu mà nhỏ hơn 5 Thì chúng ta giữ nguyên Xóa đi toàn bộ những cái số đó Ở cái hàng mà chúng ta làm tròn ấy Còn giữ nguyên cái số ngay bên cạnh Được chưa Thế nhưng mà vâng. ở đây nó có một cái Con phải đáng lưu ý là như sau này Nhìn này Thực ra bài này mà nếu mà không biết làm Không biết cái lý thuyết ấy Thì lại chưa chắc là con đã làm đúng đâu Vậy ở đây nhá Con phải cần phải nhớ cho thầy cái lý thuyết này bởi vì khi đi thi ấy, kiểu gì là nếu mà thi trắc nghiệm kiểu gì con có một câu một hai câu liên quan đến phần làm tròn này. Vậy bây giờ theo con như thế này là là con sẽ làm tròn như thế nào nào? trình bày cho thầy nghe thử xem nào. Con làm tròn lên một đơn vị. Một đơn vị là như thế nào? Làm tròn ở đâu? Ở số 5. Cộng lên một phát. Số năm nào? Số 5 ở đây 5... gì? Vâng. Đây ý con là phải số này không? Vâng. Đúng không? Thế à. làm tròn này là như thế nào đấy? Biến thành bao nhiêu? 1,456 À 546 1,546 Đấy là theo con suy nghĩ đúng không? Vâng à. Đúng không? Ok Ở đây là chưa chính xác Đáp, đáp án này là chưa chính xác Vậy thì nghe thầy nói này Nguyên tắc làm tròn này Thì người ta sẽ quy ước như sau cái việc mà con nói như lúc nãy là năm ấy so sánh với số 5 lớn hơn hoặc bằng 5 thì có cộng một đơn vị chính xác rồi cái đấy chuẩn không cần chỉnh thế còn nếu bé hơn 5 thì chúng ta giữ nguyên thế nhưng ở đây con phải lưu ý cho thầy như này này ở đây nếu giả sử nó bỏ đi cái phần đằng sau này sau đó nó bảo là làm tròn đến cái chữ số này thì nếu làm tròn đến chữ số này nhá thì con phải căn cứ có phải là căn cứ đến đây không con phải căn cứ cái số đằng trước nó đúng không à đằng sau nó đúng không đúng không sơn à. Vậy ở đây là 6 như vậy nó lập tức cộng cái thằng này một đơn vị ở đây lên và nó biến thành là 1,546. Và đây là kết quả chính xác. Nhưng trong trường hợp không có cái phần cộng trừ này, con có hiểu không? Có hiểu không à. nào? Hiểu không? Thế à. còn bây giờ thầy sẽ lý giải cho con là tại sao lại chúng ta lại là làm ra một kết quả khác mà không phải là kết quả này. Thì con nhìn nhá. Chính vì nó cộng trừ với thằng này. Vậy con có hiểu cộng trừ này có nghĩa là gì không? Tức là đây là khối lượng này là khối lượng người ta gọi là khối lượng này là khối lượng ước lượng. Sau đó là có thể sai số đến cộng trừ 0.001. Ok. Được. Đúng không? Vậy Được. thầy hỏi 0.001 này là nó nó tương ứng đến hàng nào nào? Đến đấy, đến cái hàng số 5 đúng không? Nhìn thấy chưa? Được. Vậy thì ý của cái bài này, ý của cái 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 câu mà nó như thế này này có nghĩa là gì? Là chúng ta đang làm tính toán đến cái hàng phần nghìn của số thập phân này có hiểu không Rồi. vậy thì để làm phần nghìn này khi quy tròn lập tức nó sẽ là tròn đến cái hàng lần trước nó và đây mới là hàng trước nó có hiểu không Rồi. con có hiểu không nào như vậy Được. nếu làm tròn như này thì vậy vậy lập tức biến thành số mấy số năm vậy nó là một năm năm đây mới là kết quả chính xác có hiểu không rồi con hiểu chưa nào rồi ok, vậy vẫn theo kiến thức như thế này. Bây giờ thầy yêu cầu này, con làm tròn giúp cho thầy số này. 3,0542 làm tròn cho thầy cộng trừ tới 0,01. Nào, xin mời con. Nó thành 3,1. Đúng rồi, chính xác. 0,01 tức là đang làm đang yêu cầu là đang sai số ở cái phần này là phần hàng trăm đúng không? Hàng trăm đúng không? Vậy nó là số này. Vậy đang từ số 5 này chúng ta sẽ làm tròn lên một một cái số ngay trước nó đó. đó là 5 thì là lớn bằng lớn bằng 5. Vậy nó sẽ cộng 1 vào đơn vị vào đây và chúng ta sẽ có được kết quả nó là 3,1. Ok chưa? Cái này thì con nhớ cho thầy nhá. Để đến lúc thi thì chúng ta phải làm chính xác. Rồi ok, câu 12 xong. Rồi câu 13 này như thế nào đây? 13 này quá dễ Lý thuyết dạy cái này thì quá là dạy mấy lần rồi Y này Bằng AX bình phương Cộng BX Cộng với 3 Đúng không? Nó bảo rằng là trong trường hợp này có đỉnh Y Là tọa độ là 2 Âm 2 Vậy con còn nhớ tọa độ cách xác định công thức xác định tọa độ đỉnh không? À, có Đọc à trừ b trên 2 a và trừ delta trên 4 a chính xác nếu không nhớ được hai công thức này thì bài này không làm được đâu vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn con nhé con nhìn này trừ b trên 2 a sẽ bằng cái hoành độ của điểm y này tức là bằng hai ok chưa thế Đúng còn rồi. trừ delta trên 4 a thì sẽ bằng là gì đây là bằng trừ hai vậy đến đây thầy sẽ tương đương được như sau con nhìn này chuyển cái thằng 2A vứt lên đây như vậy là trừ B của chúng ta sẽ bằng là 4A. Được chưa? Ok chưa? Được rồi Trừ delta trên 4A như vậy là trừ delta sẽ bằng là âm 8A. <laughs> như vậy ở đây chúng ta phải đi tìm xem delta bằng bao nhiêu. Delta bằng cái gì nhỉ con nhỉ? Trừ... B bình phương trừ 4AC. sẽ... Vậy trong trường hợp này B bình phương trừ 4AC là bao nhiêu đây? Tính delta cho thầy xem nào. Nào, delta bằng gì? Delta của chúng ta bằng gì nào? one yo trừ 8a bình trừ âm 8a bình trừ 4 trên 12b âm 8a bình à tức là con trừ cuối cùng ra cuối cùng luôn là gì Nên là ừ. tại sao lại ra được âm 8a bình nhỉ bình tĩnh nhá bình tĩnh nhá nhìn này à chắc là con thay lấy b là thay vào chỗ này cái gì chỗ này thay bằng cái thằng này cái gì nhưng cứ bình tĩnh đã trong trường hợp này là b của chúng ta thì nó là bằng b là 4a bình lên là 16a bình phương này nhìn thấy chưa ok chưa à, sai nhân hai lên nhỉ? Bro. Ừ. Uh, rồi. Trừ đi 4 nhân AC thì 4 nhân với a nhân với c bằng 3, như vậy là trừ đi 12a. Ok chưa? Và đây chính là delta của chúng ta. Đấy như vậy là kỹ năng làm của con là nó chưa thật sự tốt lắm đâu nhá, chưa thành đạo làm đâu. Vậy ta có này, trừ delta thì bằng trừ -8a như vậy là trừ -16a bình phương. Trừ đi 12a thì sẽ bằng là âm 8A. Ok chưa? Ừ. Đấy. Vậy trong trường hợp này ta có cái gì? Chuyển vế đổi dấu đi. Có phải là 16A bình phương? Thì nó sẽ bằng... Trừ đi là 20A bằng 0 đúng không? Vâng. A của chúng ta là hệ số này A có thể bằng 0 được không? A phải khác 0. Ok chưa? Mà A khác 0 thì như vậy thầy đặt A ra ngoài làm thứ chung. 16 với 20 này thì đặt 4 ra ngoài làm dấu chung. Vậy ta còn được là 4A nhân với trong ngoặc là 4A. Sau đó là trừ đi 5 bằng 0. Vậy A bằng 0 hoặc A bằng 5 phần 4. Nhưng vì A ở đây là A khác 0. Nên loại đi cái trường hợp này. Vậy A bằng bao nhiêu? 5 phần 4. A bằng 5 phần 4. A bằng 5 phần 4 thay vào B bằng bao nhiêu đây? bằng 4 thật không à 5 phần 16 ôi trời ôi, ôi. <laughs> kỹ năng làm bài của con là làm sai thiếu sót nhiều lắm đấy nhá sơn nhá không rèn luyện nhiều là đến lúc thi là mệt mỏi phết đấy kiến thức thì cũng không phải đến nỗi nào cũng không phải là là quá là 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 quên biết quên bị quên nhiều nhưng cái việc tính toán và biến đổi của con là kỹ năng đấy là hơi yếu nhìn thế này trừ b bằng 4a tức là b của chúng ta bằng âm 4a ok chưa vậy thay thằng a ở đây là bằng là âm 4 này nhân với 5 phần 4 này vậy b của chúng ta bằng bao nhiêu đây âm âm năm phần <laughs> đây là nhân cơ mà oh. ôi rồi ôi ngáo rồi ngáo rồi oh. no bốn với bốn này gạch hết như vậy còn nó là kết quả là bằng trừ năm được chưa Thôi bài này chắc phải chữa rồi bài này chữa cẩn thận vào trong vừa cho thầy đi chán quá y bằng này a x chữa bài này cẩn thận nhá mũ hai cộng bx cộng với 3 có đỉnh bằng bài này thôi thầy chữa cẩn thận một tí để còn con lần sau có tài liệu mà mà biết đỉnh y là tọa độ là 2 chấm phẩy trừ 2 vậy ta có như sau ta có này ta sẽ có vì y là đỉnh nên ta có là trừ b chia cho 2a sẽ bằng là 2 và trừ delta chia cho 4A thì sẽ bằng là trừ 2. Được chưa nào? Vậy đây là ta có được hai cái điều này. Xuống dòng ta có delta của chúng ta đi tính trước là bằng B bình phương trừ đi 4AC và cụ thể trong trường hợp này sẽ bằng là gì? Là B mũ 2 trừ đi 4 nhân với a nhân với 3 và sẽ bằng là b bình phương trừ đi 12a. Rồi xuống dòng ta có này. trừ b trên 2a Thì đến đây suy ra là trừ B sẽ bằng là 4A. Thế còn thằng này thì suy ra là trừ delta sẽ bằng là âm tà ma. Có nghĩa là gì? Điều này dẫn đến là gì? Delta của chúng ta là bằng tà ma. Ok chưa? Rồi ta có này. Xét. À không phải xét nữa. Trên này delta có rồi. Này. Trừ 12A đây. Chỗ này có rồi. Vậy từ đó suy ra. B bình phương trừ 12A sẽ phải bằng 8A. Và điều này dẫn đến là gì? Dẫn đến suy ra. B của chúng ta thì ở đây nó bằng là trừ 4A. Đến đây suy ra là B này. Bằng trừ 4A này. Vậy thay trừ 4A vào chỗ B bình phương này. Vậy ta có này. Mở ngoặc. Trừ 4A. Tất cả bên ngoài bình phương. Thì sẽ trừ đi 20A bằng 0. Và đến đây đặt được A ra ngoài làm chung. Vậy suy ra là 4A nhân đóng mở ngoặc à, 4A trừ đi 5 bằng 0. Và đến đây sẽ tương đương với việc giải ra là có hai trường hợp. Hoặc là A bằng 0. Hoặc là A bằng 5 phần 4. Được chưa? Và đến đây ta có này. A cộng với 2 nhân B bằng 0 cộng với... À sorry, A bằng 0 này loại Trường hợp này A bằng 0 loại Vậy A của chúng ta là bằng 5 phần 4 Cái này thì thỏa mãn Thỏa mãn Vậy A bằng 5 phần 4 thỏa mãn Thì A cộng 2B sẽ bằng là gì đây Là bằng 5 phần 4 Cộng với 2 nhân với Trừ 5 Và đến đây chúng ta sẽ được kết quả là gì đây 2 nhân trừ 5 là bằng âm 10. Âm 10 nhân với 4 lên là âm 40. Âm 40 mà cộng với 5 như vậy được kết quả là bằng trừ 35 chia cho 4. Vậy đáp án của chúng ta là gì đây con? Là C ạ. À. Đúng rồi. Nhìn thấy C chưa? Hiểu chưa nào? Rồi ạ. Chữa bài đi. Chữa thật cẩn thận vào. Chẳng may à, mà quên. Dạ. Con bị lú lên hai này. Làm sao? Con làm đúng. đấy thấy chưa tức là vui vui lúc ấy đang vui tâm tâm trạng tốt thì làm đúng thế nhưng mà hôm nào mệt mỏi tí thì tâm trạng thì lại làm bị sai hiểu không nào như vậy ở đây ý, con là cần phải rèn luyện nhiều hơn <laughs> tức là gì tức là phải làm sao cho nó đúng liên tục khi nó đúng nhiều như thế thì đương nhiên là con sẽ cảm thấy là mình tự tin hơn rất nhiều và mình sẽ để làm sai lúc ấy nó khó hiểu chưa nào Chữa đi chưa đi rồi right, còn đang chưa ừ. chữa xong một cái thì chúng ta chuyển đến cái mới xong rồi ạ ok rồi câu tiếp theo nào Ở câu 14 này như thế nào đây con thử phân tích cho thầy đầu bài nào tư, duy suy nghĩ như thế nào nếu mà trả lời được đúng có nghĩa là cái phần này đã ok tập hợp a của chúng ta là như thế này trừ 20 đến dương 20 còn tập hợp b thì bằng 2m 4 Chấm phẩy đến 2m cộng 2 nhưng mà lại có lấy ở hai đầu nên nó là ngọc vuông ở hai đầu nó bảo rằng có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số M để a hợp với B thì bằng a nào đây cái này là dấu này là dấu hợp nhá con có hiểu à. a a hợp với B mà bằng a có nghĩa như thế nào không? phải hiểu được bản chất của cái này cơ thì mới làm được bài này còn không hiểu điều này thì chắc chắn làm sai con có hiểu a hợp với b mà bằng a có nghĩa là như nào không hợp còn nhớ hợp là gì không ừ, hợp có nghĩa là gồm cộng. gồm tất cả các thành phần ở trong a và b đúng rồi như vậy là a hợp với b ấy thì sẽ bằng gồm các phần tử x này sao cho x thuộc a và x thuộc cả b nữa có hiểu không vâng. đấy như vậy nếu mà a hợp b có nghĩa là đang là cộng cả hai cái tập hợp này lại hợp nghĩa là cộng lại mà bằng a con có hiểu điều này tương đương với cái gì không a hợp b mà bằng a là để như nào có nghĩa là gì nghĩa thằng b nó ở trong a rồi Đúng rồi, có nghĩa là thằng B nó phải là tập hợp con của tập hợp A và điều này có nghĩa là như này này. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? À, Đấy, mấu chốt đó là cái này. Và với cái mấu chốt này các con con đã nắm được rồi ý, thì chắc chắn 100% là bài này sẽ phải là làm được và nó sẽ giải tiếp quyết tiếp như theo như sau. Nhìn này. Đầu tiên, thầy sẽ vẽ cái thằng A ra trước. Sau đó thầy biểu diễn thằng B sau. Vậy A của chúng ta như sau này. Đây là trừ 20. Và đây là dương 20. Thì như vậy là nó nằm trong cái khoảng này như vậy. Vứt hết tất cả những thằng bên ngoài đi. Vứt hết những thằng bên ngoài này đi. Và chúng ta còn lại hai cái đầu này là hai cái đầu không lấy. Là nó là ngoặc đơn. Được chưa? Thế thì bây giờ để mà B mà là tập con của A. Tức là gì? Tức là cái thằng 2M 4 này này nó phải làm sao nhỉ với tới cái thằng 2 cộng 2 này này hai thằng này này phải nó làm lọt thòm ở trong cái này có hiểu không đúng chưa bây giờ tức là 2m 4 này nó sẽ phải lớn hơn trừ 20 và 2m cộng 2 sẽ phải bé hơn 20 nhưng bây giờ thầy bình tĩnh thầy hỏi này liệu nó có dấu bằng không cái này con phải trả lời cho thầy phải suy nghĩ kỹ rồi trả lời liệu 2m 4 có bằng được thằng âm 20 này không? Hay là nó chỉ lớn hơn? Thật sự. Nào, suy nghĩ. Liệu 2M 4 này lớn hơn 20 thì đúng rồi. Nhưng mà liệu nó có bằng được không? Bây giờ thầy trả lời câu hỏi này cho con nhé. Giả sử là nó bằng. Đây là giả sử nó bằng nhé. Như vậy là cái thằng B này của chúng ta ấy, là nó có lấy cái điểm âm 20 và lấy điểm dương 20 không? Có? Không, không ạ. Không không. Thầy đang hỏi là nếu giả sử 2m 4 này bằng âm 20 mà đây là cái này là thể hiện là dấu này là dấu ngoặc ngoặc vuông đúng không? Vâng. Như vậy lập tức cái thằng này có phải biến thành nó là là như thế này không? Vâng. Thế như vậy cái thằng này có phải là cái thằng này liệu có nó là tập con của thằng này được không? Thằng nào đó là tập con của thằng nào? Nếu mà cái trừ 20 đến 20 này và cái thằng này thì thằng nào là tập con của thằng nào? Hả con? Thằng nào là tập con của thằng nào? Thằng B tập con thằng là tập con thằng của thằng A. Không, nếu mà như thế này nhá, nếu mà xảy ra cái trường hợp này này thì thằng A phải là tập con của thằng B mới là đúng. Bởi vì trừ 20 ở đây và 20 nó có làm lọt thỏm ở trong cái tập hợp này không? Có nằm trong này không? Có chứ có nhìn thấy không vâng vậy thì cái cái dấu bằng ở đây liệu có lấy được không theo con bình tĩnh suy nghĩ thì dấu bằng có lấy được không có hay là không có 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 là sai bét thầy vừa lý giải cho con là bởi vì sao là có là không được đấy đây nhá nhìn lại thầy nói lại này bình tĩnh lại này con phải bình tĩnh tâm lại thì không là cái này là con cái này con không học đến nơi đến trốn là con đến lúc thi con không biết làm thế nào đâu tôi nói thật luôn đấy bởi vì vào phòng thi làm gì có ai ngồi bên cạnh mà nhắc nhở cho con thầy giả sử là nó có nằm đến đây nhá nhìn này đây đây là thằng b đây đúng không đây là điểm mốc 20 mươi trừ hai này đây là mốc này là mốc 20 này Vậy giả sử nếu mà nó có dấu bằng, đấy là giả sử có dấu bằng nhá. Thì như vậy là cái tập hợp B của chúng ta đây đúng không? Đây là A đây. Đây là B đây. Con, con thử quan sát xem hai thằng tập hợp này thì thằng nào mới là thằng con của thằng nào. Nếu trục số biểu diễn như này thì thằng nào là tập con của thằng nào? Thằng A tập con thằng là tập con thằng B. Ờ, thằng A là tập con thằng B đúng rồi. Vậy nó có thỏa mãn cái thằng này không? có thỏa mãn cái giả thiết không? không không như vậy trong trường hợp này tuyệt đối không thể có dấu bằng được đó hiểu tại sao chưa mà cái thằng này này cái thằng này ở đây này cái thằng 2 m này này nhìn nó nhìn nhá nhìn nhá ở đây là giống thằng này xuống đây thằng này giống thằng xuống đây và 2 m trừ bốn ấy nó phải lọt thỏm vào trong này và cái thằng này là 2M 2 m cộng hai cũng phải lọt thòm vào trong này có hiểu chưa hiểu chưa con dạ. như vậy đây chính là là cái chúng ta cần phải giải và điều này giải ra được mờ như thế nào nào giải đi okay. nào giải cho thầy đi xem là m bằng nào nào m như nào nào Ở trên thì giải ra m nhỏ bao nhiêu? m nhỏ hơn âm 8. Ở m dưới... đâu đâu m ở trên là m lớn hơn bao nhiêu chứ? Ừ ở... nhầm. m lớn hơn âm 8 ạ. m lớn hơn âm 8 đúng rồi. Thế còn m ở dưới? Còn ở dưới là m nhỏ hơn 9 thì phải. 9. Thế mà m của chúng ta phải như thế nào? M thuộc gì? M có phải thuộc Z không? Là số nguyên đấy. Đây này. Ừ. Ừ. Vậy thì M của chúng ta nhận được những giá trị nào? Lớn hơn trừ 8. Mà lại nhỏ hơn dương 9. Vậy M của chúng ta là nhận được những giá trị nào? Âm 7, âm 6. Âm 7, âm 6 vân vân cho đến dương 8 đúng không? Dạ. Ừ. Vậy từ như vậy là ta có này. Trừ 7 này. Trừ 6 này. Chấm 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 cho đến tận là số dương 8. Như vậy con có biết là chỗ này có bao nhiêu số không? Là bao nhiêu số? 16 Bao nhiêu? 16 Đúng rồi, chính xác Vậy đáp án chính xác của chúng ta trong trường hợp bài này là bao nhiêu? Đúng rồi, là A, à, ok Vậy bây giờ đã hiểu thật sự nó chưa? Rồi. Nhớ là sau hôm nay xem lại video nhá Thầy sẽ gửi video lên trên group cho mà xem hiểu chưa nào chứ còn này là con này là một số cái là con vẫn nắm nữa chưa thật sự là vững lắm đâu nhá ok chưa ừ. rồi ok nào câu 15 câu 15 này chưa học đúng không thôi bỏ qua nhá ừ. tích, liên quan đến tích vô hướng mà được chưa tích vô hướng này thầy sẽ dạy sau sau đó thầy sẽ nói lại cái này Bây giờ mà nếu giờ sự thầy dạy thì lại hơi miễn cưỡng bắt là phải nhớ phải ghi nhớ ngay cái này. Nào, cái hàm số này thì xác định khi nào đây? Xác định khi x lớn hơn bằng 1/2. Ờ trình bày như sau, điều kiện này là điều kiện để căn thức nó tồn tại tức là 2x 1 phải lớn hơn bằng 0 và điều này sẽ tương đương với là x lớn hơn bằng 1/2. Được chưa? Thế nhưng mà ký hiệu tập nghiệm thì nó phải viết là như sau. Tập xác định D bằng 1 phần 2 đóng mở ngoặc đến dương vô cùng. Có hiểu không? Hiểu chưa? Rồi. Đóng ngoặc vào. Như vậy câu này của chúng ta là tập xác định đây. Ý thứ hai này lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số này. Ở đây là thầy thấy là trong cái phần làm bài của con ấy nó còn thiếu nhiều lắm. thiếu sót khá nhiều rồi chữa cái câu a đi đã sau đó là 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 nghỉ 5 phút sau đó thầy sẽ tiếp tục chữa cho con câu b một cách đầy đủ được chưa rồi. học một tí xong rồi nghỉ tí cho nó đỡ căng thẳng quá rồi chữa câu a đi câu a đây sau đó nghỉ 5 phút để chúng ta quay trở lại làm câu b nhá ok tranh thủ đi lấy nước lấy nước gì đi you <laughs> nghỉ ngơi thêm tí nữa nhá mấy phút nữa quay à. trở lại nhá một phút Rồi, nào, quan sát này. Lập bảng biến thiên ở đây ấy, là như sau, gồm những cái yếu tố này, những cái bước như này này. Con nhìn này. Bài 1 phải làm mẫu nhá. Bởi vì là tại sao thầy lại bảo bài này phải làm mẫu bởi vì là khi mà con thi bài tự luận trên trường ấy chắc chắn nó sẽ có cái câu kiểu kiểu như thế này, không chạy đi đâu được. Vậy lập bảng biến thiên là gồm có những cái gì? Và vẽ đồ thị Vậy đầy đủ có nó gồm những bước như sau Thầy tin là chắc là con chưa từng Viết đầy đủ như thế này Vậy bây giờ nhìn này Sơn ơi tập trung cho sân ơi Con này này con này ạ à. Ok ok nào bắt đầu này Lập bảng biến thiên Và vẽ đồ thị hàm số gồm những bước sau Thứ nhất Y bằng x mũ 2 Trừ 2x Cộng với 3. Đầu tiên là con phải viết lại hàm số cho thầy trước đã. Được chưa? Ok chưa? Vậy thì cái phần hàm số này này ta sẽ có được nhận diện là gì nào? Bây giờ Sơn thử nói cho thầy nghe xem là con nhận diện được điều gì ở đây. Nhìn qua cái đầu bài như này thì con có nhận diện gì? Cái hàm số ấy. Hàm ừ. số. Cái hàm số này có gì nào? Cứ bình tĩnh nhận diện thôi. Nhìn thấy cái gì thì nói cái đấy làm uh... sao? Thứ nhất là a bằng 1 này. Đúng rồi, ok. Thì cái Bình tĩnh có này, này, có a bằng 1. phẩy b bằng -2. phẩy c thì bằng dương 3, được chưa? Ok chưa nào? Nhất trí chưa? Rồi. ok. Thì cái đầu tiên con phải ghi cho thầy này, nó là tập xác định. Tập xác định trong trường hợp này D của chúng ta bằng R, ok chưa? Nhớ nhá, bài này là mẫu nhá. Bài này là mẫu này. Tập xác định D của chúng ta thì bằng R. Trong trường hợp này xét delta. Con đi xét delta cho thầy. Delta thì bằng gì? B mũ 2 trừ đi 4 AC và đến đây thay số B bình phương tức là bằng mở ngoặc trừ 2 tất cả bình phương. Trừ đi 4 nhân A tức là nhân với 1 và nhân với C tức là nhân với 3. Vậy chỗ này sẽ là làm trừ 2 tất cả bình phương là bằng uh, dương 4. Dương 4 trừ đi 12 là bằng kết quả bằng âm 8. Được chưa? Ok chưa? Được chưa nào? Được rồi ạ. Rồi ok. Như vậy delta của chúng ta đã có. Vậy đến đây. Thầy sẽ đi tính xem trừ b trên 2a con có biết thầy đang đang làm cái bước này là đi tìm cái gì không cái trừ b trên 2a nhìn có quen không nó là cái gì nó là cái x là hoành độ của ừ. điểm đỉnh được chưa hoành độ ừ. của cái điểm đỉnh y vậy trong trường hợp này ta sẽ phải đi tìm xem trừ b trên 2a bằng bao nhiêu và trừ delta trên 4a bằng bao nhiêu vậy con nhìn này trừ b trong trường hợp này chúng ta sẽ bằng là trừ đi mở ngoặc của trừ 2 chia cho 2 nhân với 1 đúng chưa Rồi. Ừ. vậy nó bằng bao nhiêu đây cái này con phải vừa làm vừa kiểm tra xem thầy làm có đúng hay không vậy nó bằng bao nhiêu và trừ ừ. đen trừ delta trên 4a nữa thầy sẽ viết tất cả ra xong là thầy yêu cầu con phải tự làm cho thầy cái này thầy thì thầy biết thừa nó bằng bao nhiêu rồi nhưng mà thầy muốn là con phải tự thay số tự làm Bằng, bằng bao nhiêu nào Ở trên thì bằng bao nhiêu Ở trên bằng 1 uh, Ok dưới Nào thay số dưới đi Delta chúng ta bằng bao nhiêu đây 8. À, âm 8 Nó là bằng âm 8 như vậy Nó là trừ của trừ 8 Đóng ở ngoặc à. ở cái chỗ này đúng không Chia cho 4 nhân với mấy đây Nhân uh, Vậy thì nó bằng uh, 2 trên A cái gì đấy cái gì đấy cái gì đấy ôi rồi ôi tập trung vào ai à, biết chưa à rồi. <laughs> cái này là Ý... cái này là bị lẫn từ cái phần lúc nãy chắc nghiệm sang đấy mà ôi, ôi. Ý... <laughs> vậy nó bằng bao nhiêu bằng hai rồi, trừ delta trên này trong trường hợp này nó sẽ bằng là Là trừ trừ 8 là dương 8 trên 4 Vậy nó bằng 2, ok luôn Được chưa? Vậy, như vậy chúng ta đã xong được cái bước đầu tiên Đó là đi tìm ra được là hoành độ và tung độ Của Của cái gì con nhỉ? Của điểm đỉnh, được chưa nào? Hiểu không? Rồi, nghe tiếp Xuống dòng Ta sẽ phải liệt kê ra những cái như sau này Thứ nhất đó là tọa độ đỉnh là đỉnh y. Thì trong trường hợp này chính là hai cái chúng ta vừa tìm trừ b trên 2a và trừ delta trên 4a nên con kết luận luôn cho thầy đó là 1.2. Được chưa? Được chưa nào? Và được cái phần này được gọi nó là dấu cộng nhá, dấu cộng. Xuống dấu cộng thứ hai. Sau khi đã xác định được tọa độ đỉnh rồi thì sẽ đến đó là trục đối xứng đây là toàn bộ cái phần này được gọi nó là là bảng biến thiên đấy trục đối xứng còn nhớ trục đối xứng trong trường hợp này là là như nào không lý thuyết trục đối xứng thầy có nói rồi Vâng. Ừ. x bằng bao nhiêu x bằng trừ b trên 2 a chính xác trừ b trên 2 a và trong trường hợp này con thay số và cho thầy nó bằng dương một nhá ừ. ok chưa rồi tiếp tục này dấu cộng tiếp theo giao điểm của Uh, giao điểm của hàm số của đồ thị hàm số với trục Ox. Con có biết cách xác định uh, giao điểm của nó với trục Ox là như nào không? Nếu không biết thì lắng nghe để mà lần sau làm là có thể làm được. Có hiểu là đi tìm Giao điểm của đồ thị với trục Ox có nghĩa là gì không? Con đang nghe. À không, ý là thầy đang hỏi là có hiểu không. Tức là con chắc là con cũng không nhớ lắm gì, đúng không? Đấy là. Ờ, à, ok, lắng nghe này. Giao điểm của đồ thị với trục Ox, thầy giả sử nói như thế này. Đây là thầy giả sử nhá. Nghe này. Như vậy con có biết là cắt ở đây ý, thì hai cái điểm này nó có cái gì đặc biệt không? hai điểm này có cùng cái gì nó có đây này đây này đây này nó có cùng cái gì Còn... có biết là thấy giống ra cái này có biết là gì không hai điểm này nó nằm trên trục hoành nên à. nó có hoành độ là x 1 x 2 là cái gì đấy kệ xử nó nhưng con có nhìn thấy nó giống ra đây để làm gì không Gióng ra cái ô này là để làm gì Y1, Y2 làm sao Y1, Y2 à, làm bằng, sao Bằng nhau ạ Bằng bằng không Ôi dồi đúng rồi mày quá Nó bằng không Được chưa Như vậy nếu mà đi tìm giao điểm của đồ thị này Với trục OX có, có nghĩa là con đi giải cho thầy là cái Cái thằng Y này này Nó bằng không Có hiểu không Vâng Nhưng mà con ấn máy tính giúp cho thầy xem x bình phương trừ 2x cộng 3 mà bằng 0 liệu có nghiệm hay không? Nào, ấn máy tính đi. Thầy cho con cơ hội để tự ấn máy tính mà để kiểm tra xem. Còn nếu trong trường hợp mà không biết ấn máy tính thì thầy lại dạy cả ấn máy tính luôn. Nó không có nghiệm ạ. Không có nghiệm đúng không? Con à. có biết vì sao không có nghiệm không? Biết vì sao không? Đây này, cái chỗ thầy đang khoanh này là à, cái gì rồi, này? được rồi, delta âm ạ. Ui rồi rồi. Ok. <laughs> Tức là tất cả các kiến thức nó đều liên hệ với nhau. Ở trên chúng à. ta đã giải ra delta bằng âm 8 thì thầy biết thừa nó là vô nghiệm rồi. Có nghĩa là gì? Là giao điểm của đồ thị với trục Ox trong trường hợp này không hề có giao điểm. Có hiểu không? Có hiểu không? Có. À. Tức là nó không vô nghiệm vô nghiệm có nghĩa là y bằng không không có nghiệm mà cái này không có nghiệm có nghĩa là gì tức là đồ thị không thể nào cắt được cái đường thẳng y bằng không có hiểu chưa con hiểu chưa nào vâng. và trong trường hợp này thì chúng ta kết luận như sau này giao điểm của đồ thị với trục Ox x hai chấm không có hiểu chưa nào cái này viết vào trong vở cho thầy nhá là không có nghe tiếp này bây giờ đi tìm giao điểm của đồ thị với trục OI nào đố con làm này. bài này mà cái này bây giờ đến đây mà không làm được nữa thì thôi nào giao điểm của trục OI là gì giao điểm của đồ thị với trục OI là xác định như thế nào cách làm giống hệt như xác định xác định giao điểm dưới trục OX vậy này bây giờ thầy lại xóa cái thằng phát dạng này đi này lúc này ở đây là có phải là thầy đang phát phát cho con như thế này không nhìn thấy không bây giờ tạm thời xóa nó đi nhá để chúng ta sẽ căn cứ vào nó để làm cái kia này tìm giao điểm của nó với trục y Vậy con có nhìn thấy là như thế này không? Đấy. Như vậy giao điểm nó ở đâu? Là đây gì? Đúng không? Có giao điểm với nó Giao điểm có nghĩa là cái tìm xem Cái điểm cắt của cái đồ thị đấy với trục y Có hiểu không? Vâng. Vậy tại điểm này thì nó có cái gì bằng không? Nó có x bằng không Có hành độ x bằng không Vậy thay x bằng không vào đâu? Vào chỗ nào đây? Vào đây này. Vậy ừ. nếu thay x bằng 0 vào đây thì con sẽ tìm ra được giá trị của nó bằng bao nhiêu? Giá trị của y ý? nó bằng 1. Nhìn kỹ đi. Nó bằng 3. Đấy mới là chính xác. Như ừ. vậy đến đây thầy kết luận một điều là gì? Là giao điểm của đồ thị với trục Oy là một cái điểm tên gọi là điểm A có tọa độ là 0.3. Có hiểu không? hiểu chưa nào? và cái 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 form trình bày này là con bắt buộc phải trình bày cho thầy nhá. đến lúc thi mà gặp đúng cái bài kiểu này nó bảo là lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số này thì làm giống hết như cái này cho thầy. còn cái việc làm đúng làm sai đấy là phụ thuộc vào khả năng của con. còn cái kỹ năng mà thầy trình bày thì ở đây đó là đã đầy đủ cực kỳ rồi. hiểu chưa? Được rồi. bước cuối cùng đó là lập bảng giá trị. lập bảng giá trị để làm gì? đây chính là tiền đề để giúp chúng ta vẽ đồ thị hàm số đấy vậy bảng giá trị này như sau nhìn thấy là bảng giá trị nhá bảng giá trị sẽ gồm có hai hàng nó như thế này này Rồi cái bảng giá trị nó như thế này thực tế là con đã lập rất nhiều lần rồi Khi con còn nhớ là khi vẽ đồ thị của hàm số ấy Thì chúng ta phải có một cái bảng giá trị này giống như ở, ở lớp 9 ấy Con nhớ không? Ừ. Thế thì x ở đây của chúng ta có những cái gì? Nghe này Thứ nhất Đó là x của chúng ta Thầy sẽ lấy cái điểm ở chính giữa của nó Đó chính là tọa độ của đỉnh Tức là x bằng 1 Thì y của chúng ta nó nãy còn bằng mấy con còn nhớ không? Đây này, đây này, đây này x bằng 1 thì 2. Hả? Đúng rồi, chuẩn luôn x bằng x bằng 1 thì y bằng 2. Ok. Bây giờ con cộng trừ tăng thêm một đơn vị ở đằng trước đằng sau này cho thầy. Vậy thằng này là 2, thằng này là 3. Thằng này giảm bớt một đơn vị là 0, thằng này giảm bớt một đơn vị là âm -1. Lập tức điền tất cả các giá trị còn lại này vào đây cho thầy. Đây được gọi là bảng giá trị. Cái bảng giá trị này giúp chúng ta sẽ xác nhận được là 5 điểm. Điểm thứ nhất này, điểm thứ hai này, điểm thứ ba này, điểm thứ tư này, điểm thứ năm này. Và 5 điểm này sẽ nằm trên đồ thị của hàm số y bằng x bình phương trừ 2x cộng với 3 có hiểu không nào x rồi. bằng 2 thay vào đây bằng bao nhiêu nào x bằng 2 bằng 3 đúng rồi bằng 3 chính xác x bằng 3 thì thằng này bằng bao nhiêu y bằng bao nhiêu 6 ạ 6 ok chính xác luôn nào điền nốt cho thầy hai cái còn lại x0 y3 và -1 uh, y6. Đúng rồi, ok. Như vậy cái bảng này được gọi nó là bảng lập bảng giá trị. Rồi, con bổ sung cái này vào trong vở đi. Sau đó thầy sẽ viết nốt cho con cái bảng biến thiên nữa là thành công toàn bộ của cái phần này. Thiếu mỗi cái vẽ đồ thị thôi. Lập cái bảng này vào trong vở đi, nhanh lên. Được. Xong hết chưa? Cái form này mà nếu mà con mà không chịu khó chăm chỉ mà viết vào trong vở để đến lúc thi mà làm được như thế này nhá là bị trừ điểm cực kỳ nhiều đấy. Rồi cuối cùng bảng biến thiên bảng biến thiên như sau. Cái bảng biến thiên thì có khi con lại biết rồi. Không biết là con còn nhớ cái bảng biến thiên không? Ừ, có. Đây bảng biến bảng biến thiên như thế này này. Nhìn thầy làm nhá. Đúng sai như nào thì chưa nói Nhưng mà là con phải nhớ đã Trước hết là phải nhớ trước đã. Bảng biến thiên tức là gồm có x y Nhìn thấy chưa Nhìn thấy chưa Ở đây ý, thì chúng ta phải Đầu tiên là chúng ta phải vẽ ra được Nó là cái tại cái điểm đỉnh của nó Tức là x của chúng ta ở đây này Đỉnh đấy này Có nhìn thấy đỉnh đấy không Là gắn đến đây là x bằng 1 Thì y của chúng ta là bằng 2 ở đây được chưa? Con hiểu chứ? Ở đây là nó là từ trừ vô cùng tới điểm 1, sau đó là đến dương vô cùng ở đây. Thầy hỏi con này. Bây giờ lại là một cái nữa cần phải nhớ. Hệ số A của chúng ta là bằng bao nhiêu và nó dương hay âm? Hệ số A dương ạ. Bằng, bằng bao bằng nhiêu? Một. Bằng 1A bằng 1 một một. Một dương đúng không? A bằng 1 ok. Vậy vì nó dương Cho nên thầy hỏi con này Đồ thị nó quay như thế này Hay đồ đồ thị nó quay như thế này Đây là một đây là hai Nào, một hay 2 1 ạ 1, ok, chuẩn luôn Vậy xóa thằng hai này đi Vậy đồ thị sẽ gọi là Có, có bề lõm quay lên phía trên Được chưa Quay lên phía trên này Như vậy ta sẽ tưởng tượng ra được Bảng biến thiên của chúng ta sẽ phải như sau Nhìn này hiểu không hiểu không hiểu không con có và đây sẽ là xuất phát từ đây là trừ vô cùng sorry sorry cộng vô cùng thầy xin lỗi thì nói nhầm đây là cộng vô cùng nữa con hiểu không nào hiểu chưa rồi. và đây chính là người gọi người ta gọi tên cái thằng này này được gọi là bảng biến thiên này này đấy vẽ đi vẽ vào trong vở đi sau đó thầy sẽ dạy nốt con cách vẽ của cái đồ thị nữa là thành công toàn bộ cái phần này được chưa Đấy, hôm nay ít ra là cũng dạy lại được cho con được là như vậy cấu trúc của một cái việc lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số gồm những bước gì thế còn nghe sơn nghe thầy nói này sau buổi hôm nay con hãy nghe giảng lại cái video này một lần nữa sau khi nghe giảng xong mà chẳng hạn con vẫn không hiểu con vẫn chưa thật nhớ lắm thì con hãy bảo thầy, thầy sẽ giúp con để làm sao cho nó dễ nhớ hơn. Hiểu không nào? Nào. Rồi ok, chữa đi. Nào. Xong hết này chưa? Rồi ạ. Rồi ok, nào. Bây giờ đến cách vẽ bảng vẽ vẽ cái 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 đồ thị nhá. Bước tiếp theo. Vẽ đồ thị hàm số. Vậy thì vẽ nó như thế nào? Thì đầu tiên là phải vẽ một cái hệ trục tọa độ trước. trên hệ trục tọa độ này lập các cái điểm gốc đó là điểm không này lúc nãy con còn nhớ cái bảng lúc nãy là chúng ta có một cái bảng giá trị đúng không ngay ở trong vở của con ở phần trước ấy cái bảng giá trị của chúng ta là có 5 cặp giá trị tất cả con có ok không Ờ, vậy thì trên này trên cái hệ trục này này thầy sẽ lấy lần lượt các điểm đó đó là đề dương một dương hai dương ba Uh, sau đó là đến không và âm một cuối cùng ở đây đúng không? Đấy à, âm một ở đây trừ hai nữa lấy cho nó đầy đủ đây là trừ hai này đây là trừ một này đây là không này đây là một này đây là hai này đây là ba này thế còn y tương ứng của nó thì nó chúng ta sẽ lấy đến các điểm như nào nhỉ đầu tiên là một này hai này ba này 4 này Ở chỗ này là thấy bị vẽ thiếu mất rồi Chúng ta phải kéo dài cái thằng này lên một tí nữa Con có biết kéo dài lên điểm bao nhiêu không Có biết là trong cái hệ trục này là Y của chúng ta lấy đến điểm bao nhiêu không Ờ 6 ạ Đúng rồi chính xác 1, 2, 3, 4, 5, 6 ở đây Được chưa nào Ồ, Ok rồi bây giờ chúng ta sẽ gióng lên nhá. Đầu tiên này. Tại cái điểm x bằng 1 thì y bằng 2 như vậy nó sẽ ở đây như thế này, chấm 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 như thế này. Sau đó chấm 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 xuống đây. Đây là điểm này. Điểm này chính là điểm y của chúng ta. Có tọa độ là 1 2. Được chưa? Sau đó tại điểm 2 3 các con con lần lượt lấy cho thầy bốn điểm còn lại. Đó chính là giá trị là gì đây? Trừ 1, 6, 0, 3, 2, 3 và 3, 6. Vậy lật lượt gióng nó lên. Đấy, nó sẽ chính là điểm này này và điểm này này là hai điểm này. Và trừ 1 đến dương 6 nữa là phải gióng lên như thế này. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Vậy thì dòng nó ra như thế này. Thế đây thì gióng tay cho nên nó không chính xác lắm. Con có thức kẻ con phải gióng thật đẹp nhé. Rồi. Sau khi gióng xong và chúng ta sẽ phải vẽ một cái điểm, đường parabol là điểm uốn. Nó sẽ như thế này này. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Ok con sơn vẽ đây sơn ơi. Được rồi ạ. À. Ok đấy, đồ thị của nó đấy. Đấy. Đấy là toàn bộ những cái bước mà phải làm đối với câu B71 là bắt buộc tất cả con phải làm tất cả những bước từ nãy đến giờ. Không được phép thiếu cái gì cả. Thiếu là sẽ bị trừ điểm đấy. <laughs> Rồi chữa đi. Sau đó thời gian còn lại của buổi học này, à, con muốn thầy chữa nốt cái câu B của bài 2 và cái câu giải phương trình này hay là muốn thầy chữa cái cái sang cái đề tiếp theo đấy, tùy con. Sang đề thầy Sang đề còn lại à? Dạ. Nhưng mà thầy hỏi này, cái câu này con có làm được không đấy? Câu 2 à? Câu 2B này này. <laughs> làm được không hay là thôi thời gian còn lại thầy hướng dẫn nốt cái bài 2 này và cả mấy bài ba này nhá có được không thế còn hôm sau thì thầy sẽ chữa cho con cái đề số 2 đấy bản thân là hôm trước thầy cũng chưa thấy Thảo làm cho thầy cái đề số 2 cơ chưa thấy thầy là Thảo gửi có thể là Thảo làm rồi nhưng mà chưa thấy Thảo gửi cho thầy thì buổi tới thầy chữa cho con có được không hay thế nào hay là bây giờ muốn chữa luôn, tùy con. Chữa luôn bài 2 à? Ừ. Bây giờ là muốn chữa bài 2 của đề 1 hay là chữa bài 2 của đề 2? Bài 2 đề 2 à. Bài 2 đề 2 à? Để, để thầy nhìn đầu bài đã, thầy không nhớ lắm. Đây đây để mở đề bài ra lại nhé. đây đúng không đề hai đây đúng không Vâng. À. đề hai này thì thầy nhìn qua cái kết quả của con làm rồi cũng một số câu thì vẫn còn sai nhá cho nên là à. cái đề này này đề này con phải thầy nghe nghe thầy khuyên này sơn này con hãy dành thời gian con xem lại và làm lại một lần nữa cho thầy nhá được không thầy sẽ à. chưa chưa đưa ra đáp án đâu con sẽ làm cho thầy từ giờ cho đến ngày chủ nhật tới này thì chúng ta sẽ chốt lại kết quả cuối cùng của con lần đề số 2 này nhá bởi vì làm sao cái đề số 2 này thầy nhìn thấy khá là nhiều câu sai. Con làm câu đề số 2 này nhiều câu sai lắm, sơ đẳng. Hơi nhiều câu sai. Nên con hãy dành thời gian để làm lại cho thầy, đến chủ nhật này chúng ta sẽ chốt lại cái đề này. Còn bây giờ cái phần tự luận thầy sẽ chữa cho con cái 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 đúng cái bài 2 này nhá. Đang hỏi bài 2 này đúng không? Vâng. Đúng không? Ok, rồi đây thầy chữa luôn. Đó, ok. bài 2. Mở ngoặc ra đề số 2 này. Người ta bảo rằng như sau. Cho tam giác ABC có Y là trung điểm của BC. Vậy chúng ta phải vẽ một cái tam giác ra. Thầy sẽ vẽ trước cho con dễ tưởng tượng. Đây, tam giác ABC đây. Ok chưa? Y là trung điểm của BC, vậy Y là đây. Sao nữa? N là trung điểm của AI, tức là con phải đi nối A với I. Sau đó lấy trung điểm của nó, vậy Y, N của chúng ta là điểm ở đây này. Ok chưa? Hai đoạn này bằng nhau. Xong nhá. M là một điểm trên cạnh AB, sao cho AB bằng 3AM. Có nghĩa là chia cái đoạn AB này ra là mấy phần nhỉ, Sơn nhỉ? Ừ. Mấy phần 3 3 phần 3 phần này phải bằng nhau Vậy Bà. theo con điểm M gần A hơn hay gần B hơn Điểm M gần A hơn hay gần B hơn Dựa vào căn cứ và giả thiết của đồ bài ấy Nào căn cứ đi Gần A hơn à? Đúng rồi, điểm M của chúng ta ở đây này. Còn ok chưa? Vậy thì ở đây người ta bảo rằng chúng ta chứng minh như sau. Nhìn nhá Cái câu này câu A này dễ lắm. Ấy. Chứng minh rằng 3 phần 2 của MB vector. Cộng với 4 lần AN vector. Để xem xem thầy chữa cái này nó có dễ thật không nhá Thì phải bằng là 2 lần AB vector chắc con đang bị vướng mắc câu này nên là con hơi 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 cảm thấy hơi là là không thoải mái đúng không có chuẩn không nào nhìn đây thầy hỏi con nhá cái mb vector này này chúng ta phải biến đổi sao cho nó xuất hiện được ab vector đúng không vâng. đúng không thế mb vector có phải là thằng này không đây m đây b đây ok chưa được rồi thầy đố con mb vector bằng bao nhiêu lần ba ab vector bằng 2 ạ. À? Cái gì? Nhìn kỹ rồi nói. MB. MB với AB bằng 2/3. Đúng rồi. Vậy thầy sẽ đổi cái thằng MB này thành là 2/3 của AB vector. Con ok chưa? Được rồi ạ. Nhưng mà chỗ này nó còn có hệ số 3/2 nữa, vậy chúng ta phải vứt 3/2 này xuống. Vậy nó là nhân cái thằng này. Ok chưa? sau đó cộng với 4 lần an gì đúng không con đúng không vâng. thầy hỏi con an này liên hệ như thế nào với ai an bằng 2 phần 3 ai ôi trời ơi Wait. À, nó nằm giữa à. nó không, nó phải, không, phải, là nằm giữa mà nó nằm chính giữa mới là đúng giữa. Vâng. Vậy AN của chúng ta là như thế nào với AI Vâng 1 phần 2 Đúng rồi Vậy thầy sẽ đưa cái thằng AN này thành là Nhân với 1 phần 2 của vector AI Con ok không Có Rồi bây giờ thầy chỉ biến đổi cái vế trái này thôi Vậy con nhìn nhá 3 phần 2 nhân 2 phần 3 vậy bằng mấy Hai phân số này có phải phân, phân số nghịch đảo không Có Nghịch đảo nhân nhau bằng mấy bằng 1. Vậy nó chỉ còn lại là AB vector. Ok. Và ok. Hả? Ờ. Nghe tiếp này. 4 x 1 phần 2 có phải là 2 lần AI vector không? Đúng không? Và Thế cái thằng này ấy, AB giữ nguyên. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang cần chứng minh là thằng này liên hệ với AB và AC vector. Vậy thằng này AB vector giữ nguyên. Đúng chưa? Thầy hỏi con nhá. Con đã học về kiến thức về đường trung tuyến chưa? Thầy đã dạy rồi đấy vâng thế thì hai lần ai vector bằng cái gì cái này mà không nhớ thì thầy đáng cực kỳ đáng phạt luôn đấy. nào ai vector bằng cái gì liên hệ với vector ab như thế nào học rồi chữ thầy giả tới hết rồi bằng uh... bằng vĩ vị... Bằng AB cộng vector AB cộng vector AC. Đúng rồi, hai lần thằng AI này thì bằng AB cộng AC có đúng không? Vâng. Vậy thì có phải thế này thành như này không? Đúng không? Vâng. Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi. Vậy đến đây thầy thầy nhìn cái này sao nó có giống cái cái, cái bên bên phải thế nhỉ? <laughs> giống không? Vâng. Ờ. Xong chưa? Hả? xong chưa xong chưa rồi ạ ôi trời thế có đúng là nó đơn giản thật không có. thực ra là là bởi vì là con lâu quá con không làm cái này mà cái hồi mà học mà dạy về vector thì chắc là sẽ làm được nhưng mà rõ ràng là từ cái thời điểm đấy đến giờ là cũng phải cỡ gần một tháng rồi không động đến đúng không nhưng bây giờ con phải nhớ này con sắp thi học kỳ một rồi nên mà nếu chúng ta không ôn ấy là chúng ta sẽ gặp khó khăn đấy hiểu chưa con hiểu chưa nào câu ba này có dễ không đơn giản mà Ui giời, có mấy dòng đơn giản thật sự đúng không chứ không phải là thầy bốc phét thầy bảo rằng là nó dễ mà thực ra là nó khó đâu mà nó là đơn giản thật được chưa rồi con chữa đi chữa nhanh đi sau đó thầy chữ thầy sẽ sẽ giúp con luôn cả cái câu b này luôn câu b này thì nó có công thức câu cô b này nó có công thức cho nên là áp dụng công thức vào cái là xong luôn câu b dễ lắm Xong chưa con? Được rồi ạ. Ok. Vậy thì cái phần tiếp theo này, thầy sẽ dạy cho con một cái lý thuyết mới liên quan đến là là nó sẽ là lấy cái câu B này này, bởi vì nó rất dễ nên có thể thầy giới thiệu qua luôn cũng được. Thì cái câu B này như sau con nhé Điểm A của chúng ta ấy, thì biết rồi, tọa độ là 2 âm 1. Điểm B của chúng ta thì biết rồi, tọa độ là 1 3. Và điểm C cũng đã biết, tọa độ là 5 4. vậy thì tại sao thầy lại bảo là dễ là căn cứ trên một cái lý thuyết như sau người ta bảo rằng là thứ nhất tìm tọa độ vectơ AB và vectơ BC đúng không cái này thầy vừa dạy con ở cái phần đúng nãy rồi nào AB có nghĩa là lấy xB trừ xA và lấy yB trừ yA vậy suy ra AB vectơ này nó có tọa độ là bao nhiêu nào con tính giúp cho thầy nào nhanh lấy cái thằng này này trừ thằng này này vậy là AB chúng ta là có tọa độ vector nó bằng bao nhiêu? Nó bằng âm 1 1, 1 2, 1 2 tức là âm 1. Và bao nhiêu đây? Và 4. Đúng rồi, chính xác chuẩn luôn. Nghe tiếp, thế còn BC? BC. Ừ. Thì bằng 4 và 1 ạ. Chính xác chuẩn luôn. Ok. Vậy con nhớ cho thầy nhá, để đây là cái này là ý đầu tiên này tìm tọa độ của hai vectơ này vậy chúng ta đã xong rồi này còn bây giờ là người ta bảo rằng chứng minh tam giác ABC vuông tại B thì người ta sẽ phải sử dụng đến một lý thuyết người ta gọi nó là tích vô hướng của hai vectơ tích vô hướng của hai vectơ trên lớp con đã được học đến cái này chưa 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 ok không sao vậy bây giờ thầy giới thiệu qua một tí thôi nghe nhé Cái tam giác ABC này này, nó bảo rằng là con đang yêu cầu con chứng minh cái gì đây? Vuông ở đâu đây? Chứng minh vuông ở đâu Vuông ở Ở B đúng không Ở B Ở vuông ở B Vậy cái tam giác đấy Nếu con tưởng tượng cho thầy này Nếu vuông ở B Có nghĩa là tam giác này Nó phải có cái dạng Nó giống giống như thế này này Được Đây thầy là thầy vẽ phát phát mà thôi Như vậy nếu vuông ở B Tức là đây là B ở đây đúng không Đúng không Vâng Còn đây là A Đây là C gì gì đó Kệ xử nó Không cần quan tâm Thế thì cái mà để chứng minh cái việc mà cái góc ABC này là bằng 90 độ ở đây này Thì người ta căn cứ vào một cái kiến thức Người ta gọi nó là tích vô hướng Vậy tích vô hướng là gì? Thì công thức của tích vô hướng như sau Còn nhìn công thức nhá Cái này hoàn toàn dễ hiểu Không có gì ghê gớm cả Nhìn này Vector A Nhân với vector B cái ký hiệu này được gọi nó là tích của hai vector và người ta định nghĩa đây được gọi là tích vô hướng. Có hiểu chưa? được chưa nào? thì nó có công thức đơn giản lắm nó bằng như sau này, bằng độ lớn của vectơ a nhân với độ lớn của vectơ b và nhân với cốt của góc tạo bởi vectơ a và vectơ b. Đây là công thức nhá. cái này thì dễ lắm, cứ viết công thức vào cho thầy trong vở đi cũng được. sau đó thầy sẽ lý giải, thầy thầy sẽ dạy cho con là tại sao bài này nó lại như vậy. đơn giản thế thôi. Đây công thức đây. Như vậy là tích vô hướng của hai vector thì được xác định như sau. Vector A nhân vector B bằng độ lớn vector A nhân độ lớn vector B nhân với cốt của góc tạo bởi vectơ a và vectơ b con nhìn thấy công thức chưa viết được cái gì vào trong vở chưa ừ. ok rồi vậy bây giờ thầy sẽ dạy cho con cái kiến thức này nhá nhìn này bây giờ thầy sẽ gắn cái tam giác abc này thành là hai vectơ ba và vectơ bc có nhìn thấy không nhìn thấy không Rồi. Ừ. Ừ. như vậy nếu mà con muốn chứng minh cái tam giác abc này vuông tại b có nghĩa là cái góc tạo bởi vector BA và vector BC ấy, là bằng bao nhiêu độ? Nào, hai thằng này bằng bao nhiêu độ nào? Nhìn trên hình cho thầy biết góc này bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 ạ. Chính xác, 90 độ. Con dùng máy tính ấn giúp cho thầy xem cốt 90 độ bằng bao nhiêu? bằng không đúng rồi bằng không cốt 90 thì bằng không như vậy thầy dẫn đến là gì suy ra cốt của góc tạo bởi giữa vectơ ba và vectơ bc nếu chứng minh được thằng này bằng không thì dẫn đến góc này bằng 90 độ có hiểu không có hiểu không ừ. rồi tại vì như này này đây thầy nói ngược lại nhá. Tức là muốn chứng minh thằng này vuông có nghĩa là thằng này phải chứng minh nó bằng 90 độ đúng không? Nhưng yeah. mà cái góc 90 độ ấy thì có cốt nó bằng 0. Như vậy nếu thầy chứng minh được cốt của cái góc tạo bởi giữa vectơ BA và vectơ BC này mà bằng 0 thì chắc chắn là hai thằng này vuông góc với nhau và góc B ở đây chính là góc vuông của tam giác ABC. Hiểu được bản chất nó không? Vậy để chứng minh được cái thằng cốt này bằng 0, vậy thầy sẽ đi xét tích vô hướng của vectơ A nhân với vectơ B trong trường hợp này thầy thay vectơ a bằng vectơ ba còn vectơ b thầy thay nó bằng vectơ bc con có hiểu được ý tưởng của thầy không ừ. đấy vậy bây giờ nhìn thầy thay thay nhá thầy thay này đây là bước cuối cùng này con nghe để hiểu thêm cho nó vui thôi chứ còn cái này thầy sẽ dạy ở trong cái buổi học kỹ càng về phần tích tích, tích vô hướng cơ chứ không phải bây giờ mà tự nhiên bắt con thế này mà bắt con hiểu ngay thì khó nhìn này Sơn nhìn nhá rồi ừ. ạ đây là AB thì bằng cái gì đây? Có tọa độ bằng bao nhiêu đây? Bao nhiêu bao nhiêu? À -1 và 4 ạ. -1 4. Vậy thầy suy ra vectơ BA là vectơ đối của vectơ AB sẽ có tọa độ là bao nhiêu đây? 4 -1. Có hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Ừ. Rồi, hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu rồi đúng không? Thế còn vector BC? Là 4 và 1 ạ. BC là vẫn là 4 và 1. Được chưa nào? Ok chưa? Ừ. Vậy bây giờ thầy sẽ đi xét tích của hai vector AB và vector BC nhá. AB và BC xét tích này. Thì cách xét tích như sau. Gì này? AB vector nhân với BC vector thì sẽ bằng lấy hệ số âm 1 là tương ứng chỗ này. Ta đi nhân với hệ số x tương ứng ở đây là nhân với thằng này. Sau đó cộng với 4 ở đây nhân với dương 1 ở đây. Vậy hai thằng này trừ, trừ 4 nhân với cộng 4 vậy nó bằng 0. Vì tích vô hướng của nó bằng 0 nên dẫn đến là AB sẽ phải vuông góc với BC Và chính vì vuông góc nên dẫn đến tam giác này là vuông tại B Được chưa? Cái này nghe thêm cho nó hiểu biết thêm thôi Không sao cả Ok chưa nào? Được. Cái này nó, nó có công thức Con chỉ cần nhớ được công thức Con áp dụng vào cái là xong luôn thôi Rồi, trình bày cái này vào trong vở đi Sau đó là thầy cho con nghỉ Được chưa nào? Được. Rồi ok đó, Trình bày cái này đi Nó chỉ có đơn giản thế này thôi suy ra tam giác ABC vuông tại B nhớ là xem lại video bài giảng cẩn thận nhá à. và yêu cầu của thầy này làm lại đề số 2 này một lần nữa lần này làm cẩn thận hơn nhá thầy tin là lần này con sẽ làm tốt hơn bởi vì sao bởi vì thầy đã chữa xong cho con đề một rồi thì con kiến thức đương nhiên là con sẽ tốt lên và bây giờ với cái mục tiêu là thầy yêu cầu con phải làm tốt hơn nữa Nên chắc chắn thầy tin lần này con sẽ làm đề 2 Kết quả đúng hơn Chứ còn cái đề 2 này con gửi đáp án cho thầy ấy. Thầy xem rồi Rất nhiều câu sai Sơn ạ vâng. Được chưa? Rồi ok Rồi thầy chào con Hẹn gặp lại con vào ngày chủ nhật nhé Được chưa? Vâng ạ Ok vâng, thầy. thầy chào con Bye bye Nhớ là nếu câu nào khó quá mà không biết thì hỏi luôn thầy nhé Được chưa? Vâng Ok